Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, mạng xã hội Phật giáo Buddha chính thức khởi động chương trình tri ân những người yêu mến đạo Phật. Họa sĩ Kim Đức cùng các họa sĩ tên tuổi như Hoàng Đặng, Chu Anh Phương, Hồ Đình Nam Kha, Trần Lâm Bình, Trần Hùng đã tạo nên bộ sưu tập gồm 108 bức tranh sen tượng trưng cho 108 hạt trong tràng hạt, một pháp khí hỗ trợ Chư Tăng Ni trên con đường tu học Phật Pháp và hành đạo. Những bức tranh này sẽ được mạng xã hội Phật giáo Buddha dành tặng cho Tăng Ni, Phật tử và những người yêu mến đạo Phật với ý nghĩa hướng đến những điều tích cực và thiện lành trong cuộc sống. Chương trình chính thức diễn ra từ ngày 19 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2021. 108 tác phẩm được đăng tải tại trang Facebook buddha.vn.